Xin chào các bạn. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu và hướng dẫn các bạn sử dụng máy rửa bát nội địa Nhật Panasonic NPTR7. Đây là máy rửa bát nội địa Nhật Panasonic NPTR7. Máy có chức năng rửa bát, chức năng sấy bát. Rửa được có nhiều chế độ rửa: rửa nhanh, rửa chậm, rửa ít, chỉ rửa, chỉ sấy, rửa tiêu chuẩn, rửa vết bẩn cứng đầu. Máy có thể rửa được 2 mâm bát đũa đối với người Việt Nam. Các bạn hãy lưu ý chiều cao của máy là 55 cm. Tuy nhiên để mở được cửa ra thì chiều cao khoảng 0, tối đa là 65 cm. Vì rằng khi mở cửa thì cái cánh cửa nó mở lên phía trên, nó chiếm thêm 10 phân nữa thì phải tối thiểu là 65 cm. Khi mở cửa các bạn lưu ý rằng là cái cửa này khi mở thì sẽ một nửa bên trên này lật lên trên đó, một nửa lên trên và lên trên, nửa bên dưới thì mở ra phía trước đó. Thì chiều cao của máy là 55 cm, nhưng mà để mở được cửa phải là 65 cm. Chiều rộng của máy là 55 cm. Chiều sâu của máy là 35 cm đó. Trước tiên thì bây giờ về cái việc mà xếp bát đũa với bên trong thì cái này có thể rửa được 2 mâm bát đũa, thì các bạn lưu ý như sau. Phía trên này là chúng ta để những cái bát con. Các bạn hãy nhìn đây, bên này 6 cái bát này. Trong này 6 cái là 12 cái bát con. Úp cái bát kiểu như thế này, úp thìa. Đó, 6 cái cài và 2 cái lẫy này. Bên này chúng ta để các cái cốc chén nhỏ này. Phía dưới này chúng ta để những cái đĩa này các bạn úp ngược, úp quay vào trong, đừng úp quay ra ngoài, úp quay vào trong để nó hứng chọn những cái tia nước vào cái lòng đĩa. Úp đĩa quay vào trong. Phía bên này chúng ta có thể để những cái bát to hơn một chút này, những cái đĩa này, đĩa nhỏ này, hoặc chúng ta có thể để những cái bát to ở đây. Chỗ này để cắm đũa, cắm muôi, thìa, dĩa, các thứ ở đây. Đó, các bạn lưu ý trên là để bát con này, chỗ này là để các loại cốc này, cốc nhỏ này. Chúng tôi sẽ có hình minh họa chi tiết sau. Chỗ này là để các cái đĩa, các bạn hãy lưu ý đĩa úp vào trong, không úp ra ngoài nhé, không úp ra phía đằng này mà úp vào trong này. Đó, tất cả đều úp vào trong hết. Còn chỗ này là chỗ để cho bột rửa vào đây, cho bột rửa bát vào đây. Đó, cho bột rửa bát. Mỗi lần rửa bát đũa xong thì chúng ta hãy lấy cái này ra, rác thừa nó sẽ được đọng ở đây, chúng ta lấy ra và bỏ rác đi. Đó, các bạn lưu ý nhé, lưu ý về phía bên trong của máy. Thì đấy là về cách để bát đĩa phía bên trong. Còn về vấn đề sử dụng thì các bạn hãy lưu ý như sau. Vấn đề sử dụng thì đối với cả hàng của chúng tôi thì khi mà chúng tôi bán cho các bạn thì những cái chữ này sẽ được Việt hóa hoàn toàn. Chúng tôi sẽ Việt hóa hoàn toàn như thế này. Rồi. Đó, Việt hóa. Thì các bạn hãy lưu ý này. Đây là nút bật máy này. Bật máy này, tắt máy này. Bật, tắt này. Đây là nút khởi động sau khi chọn được xong các chế độ này. Thì chế độ rửa thì các bạn hãy nhìn phía bên này, nó có ba nút. Một là nút chọn chế độ rửa, chọn chế độ sấy và nút để hẹn giờ rửa sau 4 giờ. Thì bên này các bạn hãy nhìn, bên này nó có các chế độ như sau này. Đây. Cái chế độ này đầu tiên là chế độ rửa nhẹ này, chế độ rửa nhanh này, chế độ rửa tiêu chuẩn này, chế độ rửa không nước tẩy này, không nước tẩy hoặc là rửa đồ thủy tinh ấy. Vết bẩn cứng đầu, đó là nhiều dầu mỡ này. Chế độ rửa với nước 80 độ này. Đó, rửa với nước 80 độ. Đấy, các bạn hãy lưu ý rửa nước 80 độ. Còn đây là chế độ chỉ sấy. Chỉ sấy các bạn nhé, chỉ sấy này. Chỗ này là chỉ sấy này. Còn đèn này là đèn cảnh báo cửa đang mở. Đây tôi đóng vào. Cảnh báo cửa đang mở, đấy đèn cảnh báo. Tôi xin hướng dẫn lại các bạn các chế độ này: rửa nhẹ này, rửa nhanh này, tiêu chuẩn này, không nước tẩy này, vết bẩn cứng đầu này, rửa với nước 80 độ. Có nghĩa là các chế độ rửa nhẹ này, sau ta ấn thêm, đây tôi ấn thêm đây là chế độ rửa vết bẩn cứng đầu với 80 độ này. Chế độ rửa nhanh với nước 80 độ này. Đấy, các bạn có thể chọn như vậy. Còn phía bên này là chế độ sấy, sấy 30 phút, 45 phút, 60 phút. Đó. Đó. Các bạn nhìn chưa? Còn phía bên này là một chỗ là duy trì nhiệt độ, là lúc nào sau khi rửa xong thì lúc nào trong máy cũng có duy trì một lượng nhiệt độ nóng để cho bát đũa. Đây là hai cái nút bên dưới, và nút này là nút
thổi gió nóng, thổi gió nóng. Đó, còn bên này rửa bát đũa sau 4 giờ. Đó, các bạn hãy rửa nước nóng sau 4 giờ. Sau khi chọn xong cho nhấn vào đây, nhấn vào đây để khởi động máy. Đó, các bạn cũng có thể tạm dừng ở đây. Đây tôi đang chọn là chế độ rửa sau 4 giờ. Khởi động này, tạm dừng này. Đó, các bạn hãy lưu ý. Còn sau khi mà các bạn mua thì hàng sẽ được chúng tôi việt hóa chi tiết như thế này. Đó, các bạn lưu ý nhé. Đây là nút cảnh báo mở cửa này. Đây là nút chỉ sấy này. Shop hàng nhậtvip.com cảm ơn các bạn đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi cam kết hàng nguyên bản, không qua sửa chữa. Hàng trắng đẹp tự nhiên. Cảm ơn các bạn.